các bạn, trận đấu đang diễn ra kèo 3-3 ở bên kia. Hugo Húc Hồng Ngự và Khai Minh gặp gỡ Ma Châu Hensi và Căng Năng Khiếu. Bên này chỉ Hensi và Ma Châu được qua bóng, còn Khang thì có quyền qua bóng bằng kia. Và phát bóng quá tốt của Khai Minh. Điểm cho An Giang 2-1. Ủa này 4-3 hả? Cái này mình nhớ là 3-2. Điểm nhớ là 3-2 mà điểm 4-3. Điểm được liều 4-3. Điểm cho An Giang 4 điều. Điểm Bạc Liêu 5-4. Giật nó là lẽ này mai quýnh ngang xe á. Đội nó chưa vô nữa kìa. Điểm cho An Giang 5 điều. Đi đậu như vậy được không? Không. Đi đậu xuống thì tiếp tục điểm 6-5 cho nhà. Chung xe luôn rồi. Chung lặng luôn. Cũng tốt. Điểm chân vàng 7-5. Điểm chân vàng 8-5 hai bên nổi sân. Điểm Bạc Liêu 6-8. Muốn gì?
tiệm An Giang 16. Lớn luôn rồi. Hay quá. 12/7 cho anh Giang. Mười ba bảy cho anh Giang. Mười bốn bảy cho anh Giang. Nói lại luôn á, ông lão mười này. Lại luôn á. Được. Tao lại lên lão cái gì. Anh Giang. Lại. Cái đấu là tiền Nguyên Giang chiến thắng được tiền bạc liền.